Thành ra cái chương heo kết đó mà không ngồi kỹ để học đó, để suy luận á, thì tụi cưng khó đạt được điểm cao lắm. Nhà cô không nói rớt ở đây, cô chỉ nói là tụi cưng không đạt được điểm chuẩn của nó yêu cầu. Thành ra cái bài này từ đây trở đi tới chapter 29 là tụi cưng phải theo dõi liên tục. Còn những chapter kia có thể em nghĩ em ở nhà em nghe cô dạy ok, nhưng mà cái này là phải vừa học vừa thực hành ha. Thì nó hỏi thực hành rất nhiều, thành ra những cái chapter này sẽ rất là rộng rãi để mình hỏi. Thì bây giờ nhìn lên bảng, đầu tiên mình học về headship, thấy chưa, chapter 16 ở trang 358. Cái headship nó còn gọi là headphone, đúng không? Là cái gì cưng? Mình hiểu cái headship là cái dạng đầu, đúng không? Cái dạng đầu của một người, mình nhìn một cái đầu, đương nhiên mình nói cái đầu tròn, đúng không? Nó tròn không phải nó tròn quay, không? Nó không phải là nó gọi là sphere. Sphere là tròn quay, không? Có những nơi nó tròn, có những nơi nó dẹp, có những nơi nó thẳng, đúng không? Thì thành ra nó gọi là, nhưng mà nói chung headship là cái gì? Headship là một cái dạng đầu để làm cái gì? Ở đó mình có thể kiếm được những khu vực khác nhau, đúng không? Headship nó không có đơn giản, thấy không? Có những nơi tròn hơn, những nơi dẹp hơn. Thành ra headship là gì? Là một cái dạng đầu mà ở đó mình sẽ thấy cái dạng của cái đầu. Có nhiều gì cưng? Có nhiều hình dạng khác nhau, phải không? Điểm khác nhau. À, bây giờ nói điểm thì mình sẽ nói thẳng qua reference point. Reference point là điểm tham chiếu, nhìn song song bên mặt hình, điểm tham chiếu, thấy không? Những điểm khác nhau thì điểm khác nhau này gọi là điểm tham chiếu. Điểm tham chiếu là gì? Là những điểm sẽ được quyết định nằm ở trên cái dạng đầu. Chẳng hạn apex, thấy chưa? Apex là gì? Apex là cái điểm cao nhất của đầu. Parietal ridge là cái gì cưng? Là cái G của cái đầu. Ridge parietal là gì? Là một cái vùng cao nhất ở đây nè, bự nhất. Em để cái lượt vô nè, nghe cô nè. Em thấy nguyên một cái phần, thấy rõ ràng ở cái lượt mình đi, điểm này nó rời ra khỏi da đầu không? Điểm này nó rời ra khỏi da đầu không? Thì cái phần lượt mà dính vô da đầu này, đi vòng vòng này gọi là parietal. Mình ghi vô. À, trang này nhiêu con? 359 ha. Parietal là một định nghĩa, nó là một cái vùng lớn nhất trong toàn bộ đầu. Làm như thế nào mình biết? Ngay chỗ cái thái dương của mình nè, temple, nó bắt đầu từ temple và thường thường nó sẽ chấm dứt ở ngay cái crown, thấy chỗ này không? Thì tức là khi cưng đặt cái lượt nhìn nè, thấy phần nào mà bắt đầu nó rời ra khỏi da đầu, thấy cái phần này nó rời ra khỏi da đầu không? Đúng chưa? Phần này rời ra khỏi da đầu đúng không? Thì cái phần đó rộng hết cái này gọi là parietal. Parietal là cái phần rộng nhất đầu, mà thường thường nó nằm từ thái dương, thấy rõ ràng không? Ra tới cái crown. Crown là cái này, crown là cái này. Thì nói chung mà khi cưng đặt cái lược á, cái phần nào mà nó hở đây nè, cái phần nó hở đó, đó thấy chưa? Thì hai cái phần hở này tức là nguyên cái phần này là parietal. Khi cưng học cắt tóc, người ta không có nói thái dương, ta nói parietal. Người ta nói external, người ta nói internal, người ta nói temple, người ta nói fringe, người ta cứ nét cho ai nói gáy. Professional không có nói chữ đó. Thành ra khi mà tụi cưng học ra salon cắt, những người Mỹ và Mỹ chính thống đó, gọi là classic original người Mỹ, nó không có nói cái chữ đó đâu. I want a fringe, I want a nape, I want a parietal, I want a external, I want a internal. Ủa là gì? Đó là điểm tham chiếu. Nhưng điểm tham chiếu chỉ là một điểm thôi. Còn aerial head á, là nguyên khu vực đầu, nó mới chia ra đỉnh đầu, trước, hông,
gáy. Đó, còn điểm là gì? Apex, temple. Giống như mắt mình điểm là gì? Eyes, nose, mouth, đúng không? Mắt, mũi, miệng. Nhưng bà nói area là gì? Facial, đúng không? Thành ra điểm tham chiếu là những cái điểm mà được định sẵn trên một cái đầu người. Đầu tiên mình nói là parietal, định nghĩa phần rộng nhất của đầu, đúng không? Đó, phần rộng nhất của đầu, parietal. Thứ hai mình nói occipital. Occipital là gì? Mình gọi là xương chẩm. Cái xương chẩm là một cái xương mà cưng thấy liền. Thấy mỗi lần cô cắt khoai rồi xương chẩm không? Những người Việt Nam mình có một từ đơn giản gọi là cái sọ khỉ. Cái sọ khỉ nó nằm nguyên một cái đầu này gọi là skull. Đầu, cái sọ. Nhưng mà cái sọ khỉ nó nằm ở đâu? Em thấy rõ ràng cái đường cong của đầu không? Khi em rờ em thấy cái đường em ôm vô. Đó, khi em ôm như vậy nè, thì tới chỗ này là cái sọ khỉ, là occipital. Còn cái phần thẳng này là cái gì? Là cái nếp, là cái gáy thôi. Thành ra cái sọ khỉ là occipital nó nằm ở đâu? Nó nằm ở đâu? Theo cái lượt này em thấy nó nằm ở đâu? Thấy rõ ràng cái điểm nó rời ra không? Cái lượt chỗ nó rời ra không? Thì ngay chỗ này là xương chẩm. Xương chẩm là một cái xương, là xương đáy của cái sọ. Còn cái này là gáy. Thành ra những người người ta thích đầu nó phùng thì em phải kiếm được cái xương chẩm, đúng không? Thì có những người cắt tóc đâu có xương chẩm. Em thấy rõ ràng cô cắt không? Quay rờ chỗ này, cái tới bắt đầu cái đường này mà nó bắt đầu nó thẳng rồi là chỗ này cô ngưng lại. Thì cái này là cái xương chẩm. Thành ra lucky em cắt tóc những người mà có xương chẩm thì em cắt xấu cỡ nào cũng được, cái đầu người ta cũng đẹp, nó tròn. Nhưng coi chừng, nếu mà em cắt không để ý cái xương chẩm này đó, em cắt ngắn quá thì cái xương chẩm chỗ này nó sao tóc nó sao nó chỉa ra. Thành ra khi cắt tóc, cái cô thợ cắt tóc giỏi người ta phải tiếp được cái reference point. Cô cắt để không, cô nhìn ánh sáng không, những cái điểm mà nó sáng nó đưa ra đó, điểm đó mình phải để ý. Mình cắt quá ngắn nó sẽ chỉa ra, còn những cái điểm không có ánh sáng làm sao, nó lùi vô bóng tối rồi. Chỗ đó mình có cắt lỗi người ta cũng không thấy, còn điểm sáng phải cắt cho tuyệt đẹp. Thành ra khi em cắt tóc một người đàn ông, người ta nói số 1 ở trên đỉnh đầu, em phải chịu nhìn ánh sáng. Nếu số 1 mà trên đỉnh đầu ánh sáng chiếu vô, nó ngắn hơn số 1, đúng không? Tại ánh sáng nó chiếu vô. Thì cái cô cắt tóc giỏi, cô sẽ dùng 1.5. Người khác biết 1.5 không? Không biết. Nhưng nếu em làm như vậy thì em sẽ kiếm rất được nhiều khách. Tại người ta thấy rõ ràng khi em cắt cũng số 1, mà tại sao cái đầu của tôi thấy nó khác với số 1 của người khác. Tại cái cô cắt tóc cũng chỉnh. Tại sao cũng nhớ tới cô giáo dạy ánh sáng. Ánh sáng nó làm cho cái tóc trên này có hiện tượng ngắn hơn, đúng không? Thành ra mình nhuộm tóc cũng vậy. Ví dụ số này số 5, trên này 4.5 thôi. 4.5 có thấy khác không? Không. Thành ra mình nhuộm 4.5 ở ngoài này 5. Khoảng 20 phút kéo 4.5 cho nó liếc qua cái 5 một cái, bảo đảm ra cái tóc từ trên xuống dưới rất đẹp. Nhưng cổ ra ánh sáng của nó, ủa cái đầu tôi nó đều. Còn nếu em nhuộm số 5, 5 hết ra ánh sáng của này, ủa sao sáng hơn. Cái đó là những cái điểm mà mình phải để ý. Thành ra khi cắt phải nhớ cái dạng đầu. Cái dạng đầu này ánh sáng nó sẽ nhiều hơn, dạng đầu này ánh sáng ít hơn. Có hiểu không? Thành ra head shape là cái dạng đầu nó nhiều điểm khác nhau. Mà nhiều điểm khác nhau trên dạng đầu nó gọi là điểm tham chiếu. Thì đầu tiên mình học là điểm parietal, là cái phần rộng nhất của đầu. Từ thái dương kéo dài ra tới cái crown. Thấy chỗ này cô để cái lược không? Em để nguyên một cái ngón tay này em đi em viết liền. Là phần rộng nhất của đầu. Ok. Thứ hai mình gặp là occipital. Occipital là xương chẩm. Cô nói mấy cái này tôi luôn phải học tiếng Mỹ nha. Xương chẩm là một cái xương mà nó nằm ở dưới đáy của cái hộp sọ. Hoặc mình nói định nghĩa cái phần xương mà nó lồi ra. Thấy chỗ này lồi ra không? Bắt đầu nó tới cái gáy nó thụt vô. Thấy không? Giờ hiểu cô nói. Thành ra khi mình cắt tóc người khách, mình chỉ đơn giản nói chuyện, nhưng mà cái tay mình bắt đầu rờ vô để mình kiếm được những cái điểm tham chiếu. Có những người bên này xẹp hơn mình nào.
Có những người tóc bên này quăng này thẳng thì em phải thấy chứ, là thẳng thì nó phải xẹp, quăng thì nó phải phùng chứ, cắt nó giống nhau hết đâu có được, phải không? Nhưng mà ở trường dạy 45 45, bây giờ em thêm cắt tóc khác không bao giờ cô chia area. Nhưng mà mỗi một phần cô kéo tùy theo tốc độ của tóc, nhưng mà kết quả nó phải bằng nhau hết. Thành ra mình mới nói là head shape, mình phải hiểu chưa, head shape phải hiểu cái dạng đầu thì cưng mới cắt tóc được. Rồi kế tiếp mình tới cái Apex. Mình đã đọc cái Apex này rất là nhiều đúng không cưng? Apex nó nằm đâu ta? Định nghĩa Apex là gì? Là cái điểm cao nhất của cái đầu. Để cái đầu lên, để cái lược nè. Thì theo cái lược này cưng thấy Apex nó nằm ở đâu? Apex nó nằm ở đâu cưng? Đi ngang đi, dễ thấy. Apex nằm ở đâu? Cái điểm cái lược nằm đi. Thấy không? Cái điểm chuẩn nhất là đây. Đúng không? Việt Nam mình gọi mỏ ác đúng không? Sai vậy. Cô cũng chẳng biết cái mỏ ác nó nằm ở đâu nữa. Mà cứ đời này qua đời kia cứ mỏ ác. Cô rờ con cô đâu thấy mỏ ác nó nằm đâu, nó bằng thẳng à. Thấy không? Nhưng mà người ta nói khi đẻ ra cái đứa nhỏ cái phần mềm nhất ở trên này là cái mỏ ác. Đúng không? Cái mỏ ác là cái phần mà nó sensitive nhất. Cô hỏi 10 người khách, 10 người bác sĩ Việt Nam lớn lên ở đây, ta nói do you know mỏ ác, nó hiểu cô nói tiếng Việt chứ. I don't know where mỏ ác is, but I know the top of the head right here. Nhưng mà tao biết có một điểm gần đây rất là soft, ta nói cái đó là mỏ ác đó. Sao sao nó mới đóng rồi? Yeah, nó không hiểu, tôi không hiểu không? Thành ra nó không hiểu, nó mềm. Rồi giờ hiểu cô nói chưa? Apex là gì? Là cái đỉnh đầu. Khi em để cái lược lên thì cái trục nó cân bằng, hai cái lược này nó phải cùng nhau, thì cái điểm trục này gọi là apex. Apex là cái điểm cao nhất, mình gọi là đỉnh đầu. Là thi nó hỏi đó. Kế tiếp mình nói về four corners, là bốn góc. Làm sao em biết four corners? Four corner là gì? Nhìn cái đầu này. Bây giờ em nhìn ở phía sau, nhìn phía sau bên hông trước, em thấy cái vị trí nó thay đổi ở đâu? Nói cô nghe rồi. Phải từ đây không? Tới đây nó rớt xuống không? Ở đây nó rớt xuống đúng không? Ở đây làm sao? Drop. Ở đây làm sao? Drop. Thấy tự động nó drop không? Thì ngay cái phần mà bắt đầu nó đổi cái vị trí thì ngay điểm đó gọi là four corners. And four corner là cái phần mà tôi thấy cái đầu người ta đang tròn không? Cái chỗ này rớt xuống không? Nó thuộc về bên hồng. Đúng không? Cái phần này sao? Đang vậy cái rớt xuống thành ở phía sau. Hiểu cô nói không? Thì thường four corner là cái phần rộng nhất ở trên đỉnh đầu. Thành ra khi cắt tóc, người ta nói chị làm cho tóc em nó phồng một chút, thì em sẽ nhìn vô cái gì? Cái four corners. Đúng chưa? Nguyên cái phần tóc này mình lấy lên, kẹp lên. Tại phần này sao? Ánh sáng thấy nhiều nhất. Hiểu không đó? Em thấy để ý thường mà em cắt tóc em nhìn ánh sáng không? Cái four corner này nó lớn, ánh sáng nó đi đều. Nhưng để ý, ánh sáng không có chỗ đều đâu. Có chỗ đang vậy cái nó mất. Tức là chỗ này cái đầu cổ chỗ đó nó bị xẹp vô. Tại sao? Head shape mà. Head shape nó đâu có guarantee em là cả một cái đầu nó tròn như là cái hộp này đâu. Cái hộp này đúc khuôn. Con người đâu có đúc khuôn. Cái những đứa nhỏ mà đẻ ra mà phải kéo nó ra cái đầu nó đâu có đều. Không, cái foot set nó đâu có đều. Những đứa nhỏ mà đẻ tự nhiên cái đầu nó mới đều. Nhưng mà khi ra người mẹ phải biết nắn cái đầu nó cho nó đều. Thành ra đâu có ai đầu đều. Hiếm lắm, rất là hiếm. Thành ra cái đó mới gọi là head shape. Cái dạng đầu mỗi người nó khác nhau. Thành ra khi cắt tóc, ánh đèn phải sáng. Mình nhìn ánh sáng nó đang chỗ đầy, tự nhiên nó thụt. Phải biết đầu cô này chỗ này xẹp. Thì khi cắt chỗ này thay vì đúng như vậy thì dịnh nó ra một chút. Hiểu không? Thành ra cắt tóc
nói một cái đầu người ta chạc 150 đồng mà cái ông đó cũng học cực lắm đó. Ông phải nhìn hết mấy cái này. Cô nói cô hứa cô đem cho cưng cái cuốn sách mà cô dạy người ta cắt tóc ở ngoài đó. Cưng mới thấy rằng cắt tóc vẽ hình là một engineer. Nhìn thấy sếp cô nhớ ngày mai cô phải đem được cho cưng. Cưng nhìn cái đó cưng mới thấy rằng một người cắt tóc người ta học nhiều lắm. Nhiều lắm. Mỗi người mỗi khác. Và hiểu chưa? Nhưng cái này là cái căn bản cưng phải học. Để làm chi? Đi thi chụp đậu. Bây giờ hiểu chưa? Bây giờ Four Corner có hiểu chưa? Nó là ở hiện tượng cái đầu đang như vậy thì bắt đầu nó thay đổi vị trí sao cưng? Nó thẳng ra. Thì ngay cái điểm mà nó thay đổi đó mình ngừng, nó gọi là borderline, là cái đường ranh giới, đúng không? Thì ngay cái đó dễ lắm. Còn thôi mình đặt cái lược, hai cái lược kéo vô. Thấy chưa? Thấy rõ ràng corner ở đây không? Thường cái corner nó ngay chỗ cái góc này với cái đường, cái receding point của mình. Thành ra cắt tóc mà muốn cái tóc này nó tự nhiên thì four corner này phải kẹt lên, đúng không? Mình cắt những cái gì dưới đây đi, rồi cái phần này mình thả xuống, mình chỉ trim nhẹ thôi là cái four corner nó rất đẹp. Cái này mà em cắt ngắn quá lắc ra cái đầu người ta tới đây nó dựng lên, người ta nói cái đầu giống củ cà rốt làm gì đó, giống như cái màu gà, thấy không? Thành ra bây giờ mình học cắt tóc mình thấy là cắt tóc không chỉ đơn giản là múa kéo. Cô cắt tóc cô đâu có múa kéo, không bao giờ cô múa hết. Cô cầm rất là đơn giản, nhưng mà mình phải biết được cái điểm tham chiếu, mình phải biết được cái head shape. Thấy chưa? Giờ còn ai thắc mắc gì không? Nhớ nha, four corner là ở nơi mà bốn cái góc nó thay đổi. Nhìn cho cô trang 1359 ở cái hình 16-5. Thấy không? Rõ ràng không? Cái chỗ mà cưng đặt cái lược dễ lắm. Đây nè, đặt cái lược nè. Rồi chỗ này ngay chóc four corner. Four corner đi vòng hết cho cô đi. Đó, cái điểm ở đây, ngay chúng này. Tức là cái đầu corner cô này cỡ đây. Mỗi một người khác nhau à nghe. Có một người cái đầu dẹp à. Nhưng mà ai cũng chọn, búp bê nó chọn chứ người đâu có chọn à. Ví dụ four corner cô đặt ở đây, thấy không? Four corner của cô ở đây nè. Đi vòng vòng, đó. Mình cứ đặt cái lược vòng vòng nguyên cái khúc đó mình kẹp lên rồi bắt đầu cắt khúc dưới đi. Cái khúc trên thả xuống chỉnh chỉnh trời đẹp vô cùng. Đó là cái nắp mà. Highlight cũng vậy. Ở dưới highlight cỡ nào nó không thấy đâu. Cái four corner bốn cái đó cũng phải nhấc lên cũng làm cho thiệt là đẹp. Mỹ nó gọi là money piece, là cái điểm ăn tiền. Giờ hiểu chưa? Cái gì cũng vậy, thành ra cô nói làm cái gì xấu mình chia cái nắp ra. Ở dưới mình cắt hơi lộn xộn nó không để ý thôi, nhưng mà cái nắp nó phải đẹp ạ. Thì cái đó là four corner. Và thắc mắc gì không? Mấy cái này ra thi nó hỏi nhiều lắm nha. Thành ra four corner là gì? Một cái điểm mà cưng sẽ thấy nó phân biệt side, phải không? Phải không? Và front and back, đúng không? Không. Thấy rõ ràng không? Front and back. Ở cái chỗ mà cái tay cô lời rời ra đó, cái đó là cái four corner nằm ở trong cái lòng bàn tay cô đây, thấy không? Thành ra đi cái lượt mình thấy liền. Thấy chưa? Bóp chia ra đi, đó. Cái phần này nè, đó cứ đúng cái lượt mà anh đi này, lấy cái tóc này kẹt nó luôn. Thì cái four corner này nó quan trọng, nó gọi là cái top á, đỉnh đầu á. Dễ lắm, còn mình dở á, ngoài đời dễ. Để nguyên cái bàn tay đi vòng tròn, đó. Cũng để cái lược nè, đi vòng tròn chỗ này. Rồi đặt nguyên cái làn đây. Chỗ mà góc bắt đầu nó thay đổi là cái điểm đó là four corner. Có thắc mắc gì không? Bây giờ mình đi một cách chung chung nè. Cái đầu mình chia nhiều phần, thấy không? Phía sau, phía trước, phía sau là phần em thấy, phía trước em thấy nè, bên hông em thấy nè, thấy không? Thì là top, front and side. Side nó có mấy side? Bên trái và bên phải. Bây giờ mình phải hiểu trên top nó chứa cái gì, bên sau nó chứa gì, bên hông nó chứa gì, đúng không? Bên hông gồm cái gì? Lỗ tai với cái gì? Thái dương, đúng không? Phía trước nó có gì cưng? Apex, đúng không? Phía trước nè, nó có cái apex. Bên hông nó có gì? Lỗ tai,
với lại thái dương, thấy không? Phía sau nó có cái gì cưng? Occipital với cái nếp. Đó, thấy chưa? Nó hỏi, nó nói cái nếp nó thuộc về phía nào? The back. Cái temple nó thuộc cái gì? On sides. Cái forehead nó thuộc cái gì? On front. Thì mấy đó gọi là khu vực mà. Khu vực nó nhiều. Giờ con nói khu vực của Riverside, nhiều bảo số đó, 657, 714 cũng có, thấy không? Giờ Orientality mình cũng có khu vực 657 rồi, là tại vì nó quá lớn, 714 nó đi không nổi. Thì trong khu vực này nó có nhiều mã dùng. Hiểu cô nói không? Thì một cái khu vực, nói khu vực tức là trong đó, bây giờ cô nói khu vực Fountain Valley, rồi có nhiều tiệm lắm, nó nhiều nhà lắm. Hiểu cô nói không? Thành ra trong khu vực nó có nhiều điểm ngập lại để thành cái khu vực. Cái đó ở trang 360. Khu vực đầu tiên mình nói tới cái đỉnh chứ. Đầu tiên nó có cái top. Top là trên đỉnh, đúng không? Thứ hai mình có cái front. Phía trước. Con ghi tiếng Mỹ để cho tụi cưng phải Google nha. Mấy cái này phải Google hết. Rồi mình có cái size bên hông. Rồi. Giờ mình nói trước cái top nè. Cái top nó nằm ở đâu? Nó là phần trên đỉnh của cái đầu. Phần đó đó là một cái phần mà cái cọng tóc nó mọc đều ở trên cái crest hang below the gravity. Tức là phần này là cái phần nặng nhất. Và lúc nào mình cũng thấy nó trên cái phần mà mình thấy đầu tiên hết. Đúng không? Mà trên cái top nó có cái gì cưng? Apex. Nhớ nha, nó có apex. Còn front nó có cái nào cưng? Front nó có cái nào? Forehead. Vậy chứ cô hỏi cưng, nếu ở front và phía trước, cái tóc nó sẽ nằm ở đâu? Từ cái tóc phía front nó nằm ở đâu? Nó nằm phía trước thôi. Đúng rồi, nó nằm ở phía trước thôi. Front mà, nó chỉ đây thái dương thôi à. Thành ra cái mái người ta là tới đây thôi. Cái front nó chỉ có cái forehead không à, đúng không? Cái trán không à. Mà tóc thường thường nó như thế nào cưng? Tất cả vị trí tóc trên đầu mình nó phải có cái natural form. Hướng nào nó nằm hướng đó. Em không có bẻ nó được. Ví dụ đẻ ra cái tóc em hướng này thì em nằm hướng này. Nhưng mà cái front nó ở đâu thì em lấy tóc ở đâu? Lấy miếng chỗ này thôi, lấy gì mà tới ra tới đây nữa. Giờ hiểu cô nói không? Giờ mình học á, khi mình học rồi á, mình thấy hơn cái người không có học. Và tại sao? Mình biết được cái điểm tham chiếu, mình biết được cái error hết. Bây giờ cái máy cũng có, lấy một chút thôi. Cái mặt người ta tròn á, lấy cái máy cho thiệt bự vô. Không, chút xíu chỗ này thôi. Thì cái mặt người ta nó sẽ nhỏ lại. Cái mặt người ta to mà còn cắt hình bầu dục nữa. Trời ơi, cái tội nghiệp người ta. Thành ra cô nói nè, mình cắt tóc một người mình phải nhìn nhiều lắm. Em không có làm chị con quả thành con công được. Em nói thiệt, em muốn làm được. Nhưng mà em sẽ làm cho chị you feel different. Em sẽ làm cho chị khác hơn ngày hôm nay chị bước được. Chứ làm sao em thành quả thành công được, em đâu có làm được. Hiểu không cưng? Em mũi xẹp em làm mũi cao không được. Nhưng mà em làm cho chị có một cái illusion, một cái điểm gọi là illusion, giống như là illusion giống như là tưởng tượng ra chị sẽ có một cái mũi rất cao. Bằng cách nào? Em bỏ màu vô tóc chị. Rồi tóc chị đen quá đúng không? Mà mũi chị thấp, màu đen quá đâu có đẹp. Chỗ này em làm hơi sáng một chút để cho cái mũi chị nó cao lên một chút. Chị về em chỉ chị đánh phấn nè ha. Chị lấy màu silver nhẹ nhẹ bóng bóng, chị đánh được cái đầu mũi chị một chút chỗ này nè. Chị đi xuống chỗ này thôi. Chị đừng có vẽ cái sóng mũi như mấy ông hát bội. Chị không có cần. Make up không cần. Đánh sáng chỗ này một chút. Nhỏ nhỏ chỗ này. Ngay cái dòng mũi mình đi xuống là mũi rất là cao. Thành ra mình là cái nghề của mình á, mình không có vẽ từ A tới Z. Nhưng mà mình thấy từ A tới Z nó thiếu cái chỗ nào, mình bỏ vô chỗ đó. Thì cái đó mới là người thẩm mỹ. Hiểu không cưng? Thẩm mỹ ai không biết, đi ra mua cây bút chì, kẻ lông mày ai không biết. Và kẻ bút chì lông mày cô chỉ cho kẻ một phút thôi.
và tôi kẻ được cặp lông mày rồi. Một phút thôi, rất là nhanh. Một phút, nó gọi là eyebrow hack. Ra đời là hack không? Nghe đó. Giờ hiểu chưa? Em không có làm cái mũi gì cao. Đánh chút chỗ này đi chị. Đi chỗ này xuống cho em chút xíu thôi. Nghe cái dòng cung à, chút chỗ này thôi, màu hơi hơi sáng sáng một chút. Nghe cưng. Giờ hiểu chưa? Top front rồi. Bây giờ sai là gì cưng? Sai là gồm gì? Sai là từ đâu? Từ lỗ tai ra phía trước mới gọi là sai chứ. Còn từ cái mép tai ra phía sau là thuộc phía sau. Hiểu không cưng? Sai. Thành ra cô nói sai đó, cô cưng cắt đó, ngay cái chỗ phía trước này đi ra, hoặc cùng lắm là ngay đừng có qua dạch tai. Cưng qua cái dạch tai là thuộc phía sau rồi. Bây giờ nè, phía sau cưng có thấy cái dạch tai phía sau không không? Thì là thuộc phía sau. Còn cái cưng thấy thì thuộc phía trước hoặc bên đó. Có hiểu cô nói không? Còn phía trước chán là gì? Em thấy cái này không? Thì nó thuộc phía sau. Dễ lắm. Tại mình không học thôi, bây giờ mình học mình biết rồi. Bây giờ cắt tóc đừng có hỏi cô chia nữa. Tự động. Cái nào em thấy thuộc bên hông, cái nào em thấy thuộc phía trước, cái nào không thấy thuộc phía sau. That's it. Hiểu phải không? Ừ. Rồi bây giờ cái crown. Cái crown là gì cưng? Cái crown không phải là cái iPad, mà nó nằm giữa. Ở đâu? Mỗi lần cưng đổi vương miện, cưng đổi đây đúng không? Ngay cái xoáy mình đúng không? Thành ra nó không phải là iPad, nhưng mà nó giữa iPad với cái điểm parietal là cái crown. Thấy rõ ràng không? iPad nè, với parietal nè, cưng để vô thì nó là cái crown. Ngay cái xoáy mình nó cưng, iPad nè, khu này cái crown. Em thấy mấy người chung về xong, nó đổi cái miếng trên đầu nó không? Nó phải đổi đúng cái chỗ đó. Nó đổi sai á là nó khổ với ông già. Đúng ngay cái chỗ đó. Chỗ đó thượng đế nó đã bày cho nó ở đó rồi. Nó phải che đúng cái đó, nó phải che cái mỏ ác, che đúng cái chỗ này. Cái người chủ là ông xã của là khóa tổ chức của mình. Phải đúng ngay cái điểm, điểm thiên. Okay. Giờ hiểu cô nói không? Cái crown nó là vùng xoáy tóc. Còn cái nếp là cái gì cưng? Vậy bây giờ khi mình cắt tóc, cái nếp cắt 90 không? Chi khổ vậy? Để cái tay đây cắt làm sao? Đúng không? Còn chỗ này cắt làm sao? Chỗ này cắt làm sao? Chỗ này cắt làm sao? Thấy cong không? Thấy cô để cong không? Chỗ này cắt làm sao? Tại sao em không có đụng vô cái đầu? Em sợ bả đau hả? Chỗ này cắt làm sao? Thấy cô cong tay không? Nhưng khi cong tay cô nói không, tôi muốn cái đỉnh nó cao, cái top nó dài hơn thì cứ mua ngón tay ngón nào. Hiểu không? Giờ kéo ra. Bà nói tôi muốn ở dưới cái gai, cái nếp nó dài hơn thì cứ kéo sao? Giờ hiểu không? Đừng trả tốn tiền cắt tóc nữa. Rất là đơn giản, kiếm được 45 đồng rồi đó, một cái cắt tóc. Giờ hiểu không? Còn bên này cắt làm sao? Để ngón tay sát vô, kéo làm sao? Theo cái form hình nè, cái head shape phải dựa vô cái head shape chứ, kéo ra. Nhưng chị nói đừng có cắt dài ngắn quá ở phía dưới, cái góc tôi thì cắt luôn. Còn chị nói đừng có cắt dài ở phía trên thì kéo ra, dài ở đâu? Nó xếp không khó. Ai nói khó? Mày phải gặp tao 5 ngày một lần. Bởi vậy tụi con thôi giờ đừng nói tới nữa. Khi nào có bằng á, mà bị đời nó hất hủi á, ráp cái này nè vô cái lớp cô học, tụi con sẽ thấy tụi cô. Nói thật nha, the top of the top. Tụi cô là dân như cọc biết cô dạy cho cô mới dạy. Cô nói thiệt, màu cũng vậy. Lúc đó kiếm tiền đi, đời nó hất hủi cho cái cạn. Cô chưa giờ cô giới thiệu tụi con, cô để đó lấy. Mai chiều cô sẽ đem cuốn sách cho con coi. Con thấy tụi cô dạy tóc như thế nào. Không phải như thế này. Nhưng cái này là cái căn bản. Con muốn chạy con phải biết bò con mới chạy được. Con không có móc tiền ra con trả những người mà chưa bao giờ cầm kéo. Một tuần học 2 ngày phải học 5 ngày. Một ngày phải cắt 10 cái đầu. Cái đầu búp bê chia ra 10 lần cắt. Nó phải cắt một lần ngắn đâu. Cầm kéo phía trước bên hông top cắt đúng không?
Thì một tuần con học 5 ngày con cắt 50 lần. Con học 1.000 giờ mà con nó không biết cắt á. Thì cô không hiểu làm sao. Hiểu cô nói không? Bây giờ đầu tiên mình muốn cắt giỏi mình phải hiểu cái gì? Tất cả hết sức. Cái gì cũng phải dựa vào hết sức cắt ra chứ. Và cái đầu người ta cong chỗ này cái để thẳng à, có tì không? Được. Đụng vô cái hết sức, kéo tóc ra. Thấy rõ ràng theo cái hết đầu không? Ừ. Theo hết đầu, y chang nè. Nhưng mà ngón tay mình bao giờ cũng có cái đầu và cái đít, đúng không? Nó muốn cái đầu dài thì cái nào di chuyển, đúng không? Nó muốn cái này dài, cái này thuộc ở đâu, ở dưới, đúng không? Đơn giản. Thành ra cắt tóc nhìn cái gì biết không? Cái cùi chỏ nè, thấy rõ ràng không? Cùi chỏ đi vô thì cái nào dài, đúng không? Cùi chỏ đi ra cái nào ngắn, phải chưa? Giờ cắt hiểu không? Giờ hiểu cô nói chưa? Hiểu chưa? Ừ. Để dành tiền cho con được một cái rồi đó. Tụi con đi học trước khi một ngày đầu là tụi con phải cầm kéo đó. Cô biết tụi con cầm kéo vậy sao? Treo nguyên một cái bình nước ở ngay cái kéo á. Tụi con cầm lúc nào ngón tay con cũng vậy, không nhúc nhích. Cái bình nước nó nặng lắm. Một ngày đầu vô học cái đó không, mà về cái cổ tay nó sưng. Phải tập. Không phải vô là học cắt liền, không có đâu. Nó gọi là disciplinary. Thì bữa nào cô gọi thằng bạn cô tới đây. Thành ra cô nói với Cưng làm cái gì cũng disciplinary. Cô đã nói với Cưng rồi, cả đời mình Cưng phải học cái chữ what. Gì nữa? Chấm 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 if. Cưng phải học chữ này. Cái gì tôi không làm, nếu tôi không làm cái gì xảy ra. Còn nếu cái gì cô làm thì cái gì nó xảy ra. Nó luôn luôn đi chung với nhau. Thì lúc nào Cưng cũng thành công. Còn nếu mà Cưng cứ nắm Cưng cắt, bởi vậy cô nói hoài, người khác nó cắt số 1, đừng cắt số 1. Sao không cắt 1.5? Để làm chi? Để lát số 1 đánh lên, học được 2 cái đầu. Không nói số 1 mừng quá, đẩy luôn số 1. Không học gì hết. Mấy mốt người khác nói không, ta muốn cái đầu đừng có dạ, đừng có ngắn, chứ này ngắn. Ủa sao bữa nào được cái đầu số 1 không không? Hiểu không? Tập số dài, số ngắn đánh lên. Hiểu cô nói không? Còn ngoài đời nói số 1, đi số 1. Không có nói nhiều. Số 2, đi số 2. Giờ hiểu cô nói à? Nhưng mà khi cắt tóc, nó nói bạn cắt cho tôi cái nếp. Là cái gáy đúng không? Cắt cho tôi nửa inch. Cái lượt này có số này. 1 inch nè, 2 inch nè, 3 inch nè, 1 inch đó chị. Nhìn nè, đúng 1 inch. Chịu không? Có lượt hết. Lượt nó có số hết. Nếu mà cắt sai là do thằng lượt chứ không thằng thằng làm được. 1 inch nè, 2 inch là có hết. Thì 1 inch nó thường thường nó là hai ngón. Thường là như vậy. Nhưng make sure phải nói người khác 1 inch. Chị chịu không? Ok. Tóc ướt thì cắt như thế nào? Ít chút. Tóc ướt mà cắt đúng inch, lát hồi khô thành 2 inch. Tóc khô nó thành 3 inch. Tóc mỏng nó thành 1.5 inch. Em phải nhớ mình đã học tách chơ rồi mà. Thành ra ngoài cái cắt tóc Cưng phải nhìn rất là nhiều một cái dự điểm của người ta. Hiểu cô nói không? Có ai thắc mắc gì không? Bây giờ ngoài khi mình học cái crown rồi, giờ mình qua tới cái nếp, đúng không? Cái nếp là cái gì Cưng? Là cái gáy. Cái gáy là cái phòng ngay cổ nè. Đi lên tới đâu? Tới đâu? Cái xương chẳng đi ra. Dễ mà. Thấy không? Cưng đo này, Cưng thấy rằng cô đó này không? Cái tay cô bắt đầu hơi chỗ này tự động nó cong. Thì chỗ này cô sẽ chia tóc ra. Có để không? Cô chia tóc ra đâu? Cô chia tóc lúc nào cũng parietal và cái đai thóp. Lúc nào cô cũng chia. Tại ba cái vùng này là ba cái vùng mình sẽ cắt. Tối nhất, trung bình, sáng. Cắt cái này cứ cắt đi. Cái này nhẹ nhẹ tay chút. Cái này thiệt là nhẹ. Thì cái tóc nó sẽ đẹp. Thành ra một cái tóc mà Cưng dùng những cái này đó, Cưng cắt một cái đầu chừng 20 phút rồi, là Cưng xong một cái đầu rồi. Tại vì Cưng dùng điểm tham chiếu. Bây giờ mình dở đúng không? Mình học sinh mà mình nói chữ dở, mình không có hổ thẹn. Mình tập đi.
tập nhiều cho cô. Mà trước khi tập phải tập cái gì trước? Cầm kéo trước. Cầm như thế nào cái tay mình lấy ra lấy vô nó nhẹ nhàng. Cắt tóc không phải là cắt giấy. Cắt giấy thì bậm môi bậm miệng. Cắt tóc, tóc là con không phải cắt như cắt giấy. Tóc là mình phải sao? Nhẹ nhàng. Nhớ đó, khi tụi cưng cắt tóc mà tụi cưng nhẹ nhàng đó thì cái tóc nó ra nhẹ nhàng. Mà cưng cắt nó mạnh mẽ thì ra nó cứng, con hiểu con không? Thành ra cái tông đơ với kéo khác nhau, cái tông đơ đâu nhẹ được. Quốc. Nhưng mà nó nhẹ bằng cái gì? Cái số. Số 1, số 2, số 3. Hiểu con nói không? Hiểu không? Thành ra nếu mà muốn một thực sự một người làm thì tụi cưng phải tập rất là nhiều. Nhưng mà nếu cưng làm giỏi đó, cắt tóc đó, cưng khoảng 1 năm tới 2 năm là cưng giỏi, là cưng perfect. Mà cưng phải tự kỷ luật mình. Còn nếu làm màu á, cả đời cứ phải học. Đời này màu khác, cái vài năm sau đổi màu khác. Nhưng cái căn bản tụi cưng phải học. Hiểu cô nói không? Bây giờ mình học cái nếp rồi, mình tới cái bát. Cái bát là cái gì cưng? Ở phía sau. Này phía trước nè. Con thấy cô không? Thấy. Con thấy bên hông không? Con thấy phía sau không? Phía sau nè. Con phải quay lại mới thấy. Giờ hiểu chưa? Mặt mình có bốn góc. Thành ra cô nói sao? Trước, hông và sau. Phía trước nó có cái gì? Cái trán, đúng không? Hiểu không? Trán bên hông nó có cái gì? Thái dương từ lỗ tai đi ra là bên hông. Còn từ cái phần thục không thấy ở phía sau. Nhớ nhé. Rồi. Con từ thái dương à, cưng để cái lượt này nãy cô nói đó, cưng để ngay thái dương nè. Cưng thấy cô đi vòng không? Cưng thấy cô đi vòng không? Đó. Thì cưng thấy cái phần mà hai cái lượt này nó rời ra nè. Nó rời ra nè, là nguyên cái phần này là parietal. Thường thường nó từ cái thái dương này kéo tới cái crown. Phần này nè, thấy rõ ràng nó rộng nhất không? Rộng nhất. Thành ra cắt tóc cái phần gáy mình để ý cái phần này nhẹ nhẹ ăn chút. Phần này nhẹ nữa. Không, thường này đi ngược lại. Phần này thiệt là nhẹ. Phần này mạnh, cái phần này mạnh hơn bởi cái đầu ra như củ cà rốt. Học sinh nó có cái phản ứng của học sinh. Dạ hiểu cô nói không? Cái phần nào cô á, cô không cần nói là cô dạy hay, nhưng mình nhìn cái ánh sáng. Phần nào ánh sáng nhiều nhất là cái điểm đó cô ta sẽ nhìn trước. Có ai mà cắt tóc nhìn phía sau không? Người ta nhìn đâu cưng? Đúng không? Tại ánh sáng mà, đâu có ai kéo ra phía sau. Thì highlight phía sau đâu có cần làm đẹp. Làm slide cho cô, cứ miếng slide, slide, slide nhỏ đi. Mà hai bên này phải móc thiệt là nhuyễn. Thành ra mình xê cái thời giờ ở đây, mình lên hai bên này. Nó gọi là money piece, là điểm ăn tiền. Nhưng mình gọi là điểm gì? Điểm tham chiếu. Rồi thắc mắc gì không? Thì đây là mình có size, rồi mình có cái crown, rồi mình có cái back, cái nếp, đúng không? Đó. Top, front, size. Thấy chưa? Back. Thì là cái đầu người ta nhớ cái này là cái back, đúng không? Cái này là cái xài, phải không? Còn cái này là cái top tề, phải không? Còn cái này là cái gì? Front. Này còn gọi cái front này, nó có cái fringe, là có cái mái. Mỹ nó gọi là fringe. Mình gọi là bang, nó gọi là fringe. Đó, bang area. Là cái là nó nằm ở khúc nào cưng? Cái bang nó nằm ở nào? Cái trán. Mà cái trán mình là cái front, phải không? Đó. Top, back, size. Mà cái back này nó có cái gì cưng? Occipital, cái nếp, đúng không? Còn cái size thì nó có lỗ tai với temple, đúng không? Phía trước nó có cái gì? Forehead. Mà trên đầu thì có cái gì? Apex. Nó hỏi đó. Giờ hiểu chưa? Thành ra khi mình đọc hiện điểm tham chiếu rồi, mình mới vô cái khu vực của đầu. Tại vì trong khu vực đó em mới biết nó có những điểm tham chiếu gì. Cái parietal nằm đâu? Around. Từ front, từ side tới back, đúng không? Từ side này qua tới side này là điểm, là cái gì? Parietal. Thấy không? Nó nằm hết, nó bao hết cái sân của mình. Nhưng mà có đi ra phía trán không? Nhớ nha, có thắc mắc gì không?
Cái lớp này á, đi mới có phân nửa thôi. Mai mốt học tới quá tố á, cụ cưng á, ngồi ở lớp nhà mỗi người một góc cũng thấy đâu hết trơn. Thành ra cô nói rồi, muốn lấy cái bằng trong tay phải tới buổi sáng, từ đây tới bài 29. Thứ nhất, về nhà phải học bài. Cái tụi cưng á, mà học lơ mơ, cô không bảm đảo là tụi cưng đủ chất lượng để mà tụi cưng đi thi đâu. Không đủ. Không đủ làm sao biết không? Tại vì một câu mình đọc mình làm liền, còn câu ngồi tới 2 phút đồng hồ là không đủ, không đủ cái đó. Mình không có tự tin nha. Học đi phải học lại. Có ai thắc mắc gì không? Rồi. Ngoài ra mình có cái band area. Band là cái phần mình có nói cắt band đó. Thấy cưng á, là cái khu vực cái máy. Bây giờ tất cả nhìn lên cái hình này, tất cả là hình ở trang 360 ha, 361 và 359. Từ 359 tới trang tới ra 361. Nhìn cái hình, mỗi ngày nhìn cái đó cho cô để biết cái vị trí của điểm tham chiếu và khu vực của cái đạo. Hai cái này cái chính nó hỏi rất là nhiều. Nó hỏi một người muốn cắt phần tóc ngay thái dương là ở đâu? Thái dương là ở đâu? Nó là size hay là front size? Một người muốn cắt phần phía trước ở chỗ trán là cái gì? Là bang. Thấy chưa? Mình đã học line và angle rồi. Line là gì cưng? Line và angle ở trang 361. Line là gì? Là một đường. Đường nó có đường xéo được không? Được. Nó có đường thẳng được không? Được. Đường thẳng đứng được không? Được. Thì giữa hai đường nó kết hợp với nhau, cái khoảng trống ở giữa gọi là gì? Angle. Bây giờ cô nói vẽ cho cô đường thẳng. Vẽ cho cô đường xéo. Cô muốn xéo lên hay xéo xuống? Xéo xuống. Thì xéo xuống này nó nằm khu vực nào của cái đầu? Nếu xéo xuống này ở phía sau, nó nằm thuộc khu vực nào? Phải có không? Còn cái này nằm ở khu vực nào? Đúng không? Occipital, đúng không? Rồi. Bây giờ cái gốc nó nằm ở đâu? Cái này là line nè. Cái gốc nó nằm ở đâu? Đúng không? Cái gốc là nằm giữa hai đường nối với nhau. Hiểu chưa? Mấy đứa này hồi xưa học toán chắc trốn hết đúng không? Học toán trốn hết đúng không? Cô graduate lớp 12 năm 1979 á, là cô xong, là cô đi Mỹ luôn á. Vừa xong cái là lên máy bay luôn, bye bye. Tại biết cuộc đời này không ở lại học đại học được. Nó không cho học đại học. Tại gia đình cũng không có được và trong trẻo với nó lắm. Chỉ có nước đi Mỹ thôi, Việt Nam là chết. Cô đi bao lâu? Ông anh cô đi từ nhỏ lớn mà. Đi du học mà. Cũng con ơi, cũng từ Việt Cộng á, cũng lại tiền rất nhiều, tôi lãi nhiều. Ông anh cô nói, ủa sao luật sư bên này đó, xong không có tờ nó bởi nó xong. Từ Việt Cộng mà. Cô rải từ lúc làm giấy tờ tới hơn mấy mà em cũng lại để con chưa biết nhà cô trả đi, nhưng mà phải đi nhà cô không ở được. Anyway, giờ hiểu cô nói không? Đấy. Giờ hiểu angle chưa? Line là gì? Một đường, đường thẳng, đường xéo, đường cong, đường không được, nhưng mà giữa hai đường nó gặp lại với nhau, khoảng trống ở giữa gọi là gì? Angle. Hiểu không cơ? Đơn giản. Angle nó có số không? Có. 45, 90, 135, 125 là angle. Hiểu cô nói chưa? Khi con học được angle đó, sau này con học cắt tóc con bất biết angle 45 là ở đâu? 90 ở đâu? 135 đâu? 180 đâu? Thì cái số càng lớn thì cùi chỏ của con đi lên hay đi xuống? Thấy chưa? Đây, thẳng nè. Từ từ. Thấy chưa? Từ từ mình sẽ học. Angle. Thì mỗi cái nào nó cũng có angle hết. Đúng không? Khi mà mình cắt tóc ở đây,
Dạ. Hiểu chưa? Thì mình nhớ angle của mình khoảng này. Hiểu chưa? Mình định em nè, kéo angle trước, đường thẳng nè, nhưng mà anh tạo angle nè. Có hiểu cô nói không? Thành ra cô nói tụi cưng cắt tóc không có khó, nhưng mà phải dựa cái tay mình vô cái gì? Head shape. Phải dựa cho head shape kéo ra. Hiểu cô nói không? Đúng rồi. Thành ra tại sao học bài này mình phải hiểu cái head shape trước khi mình vô những điểm tham chiếu. Cái đầu người ta đâu có tròn chỗ gì, nhưng mà tròn mà phòng thì nhìn vô cái gì? Cô nói nhìn vô cái gì? Ánh sáng. Rồi bây giờ line là những đường gì cưng? Line là những cái đường mà nó mất một cái đường gạch thôi. Cô gạch cái này cô gọi là line được không? Được chưa? Đúng không? Nhưng mà cô tạo một cái line thứ hai có góc không? Hai đường này nó có tạo góc không? Song song có tạo góc đúng không? Nó nói đường song song có tạo góc không? Nữ hai đường nó phải đối chiếu với nhau mới tạo góc. Có tạo góc không? Giờ hiểu không? Cắt tóc mặt đẹp ghê, có ai khen không? Có khen quá trời. Go. Đẹp, nay lớp tôi rất là đẹp. Ai cũng đẹp. Nè, nói nè, đừng có đẹp hơn cô. Nguy hiểm đó nha, tao nói rồi tới đó mỗi ngày đứng chút gương. Hôm nay đẹp hơn cô cũng được đâu, phải xấu hơn cô một chút. Cái vẻ lông mày xéo xéo một chút, khác cô một chút nha. Nói rồi. Hiểu cô nói không? Giờ hiểu like chưa cưng? Like bất cứ một đường gạch là like. Nhưng mà angle phải hai cái like nó như thế nào? Nó phải nối với nhau. Nó có một khoảng trống này thì mới gọi là góc. Hai cái like mà nó song song cưng có tạo được góc không? Không. Nhớ nghe, nó hỏi đó mấy cái này. Bây giờ nó hỏi đăng đăng đê đê mà cái chương cắt tóc mà tụi cưng mà gặp ra nó mà xoáy vô một cái là tụi cưng ngồi chảy mồ hôi đó. Nó hỏi rất nhiều, nhiều lắm luôn. Cái chapter 16 dài, 16 dài, 17, 18, 19, 20 và 21. Mấy chapter này là cái core của cuốn sách đó, là cái lõi của cuốn sách đó. Cái lõi đó. Mình học ngành này mà. Nè cưng, học cắt tóc, chải kiểu tóc, nhuộm tóc, tẩy tóc, duỗi tóc mà là cái ngành mình. Rồi, có ai thắc mắc gì không? Ngồi học đó, ngồi học mà sao mà học được? Cái hàng đó phải lên phía trước. Ngồi ngay đây. Bởi vì cô mới nói sếp cái này là không có được. Tụi tôi sẽ ngồi không có học. Không có học phải la phía trước, ngồi ngồi đó không học được, la phía trước. Cái đó là nói giáo cho giặt. Tôi nói rồi đó nha. Rồi like là cái đường hả cưng nha? Like là cái gì cưng? Một cái đường mạc vậy thôi, đánh dấu vậy thôi. Hiểu không? Nhưng mà để tạo angle thì hai đường này thì cái này mới gọi là angle. Dễ hiểu cô nói rồi đúng không? Cái này cô muốn tụi cưng á hiểu phải thật rõ tụi cưng. Không hiểu rõ là hơi mệt. Kêu nó hồn. Cô nói mỗi lần vô đây nó phải im lặng cái lớp tóc này. Để mai chiều làm kiếm chặn lại. Nói rồi đắng vào nó lụa sáng thì nó như thế. Rồi hiểu cô cưng đó, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa? Bây giờ đường ngang nè, đường dọc nè, tạo góc chưa? Góc. Nhưng mà giữa đường ngang đường dọc là đường gì? Đường gì? Cá con nào là đường, đường chéo. Thì giữa đường chéo, những đường chéo này có những khoảng trống gọi là gì? Angle là góc. Hiểu cô nói chưa? Cái gì mà hai đường mà nó có một khe ở một cái khoảng trống ở giữa gọi là góc chứ. Nhưng mà giữa đường thẳng và đường ngang thì những đường xéo này gọi là đường xéo. Mà đường xéo này chia ra giữa đường ngang, đường dọc những phần nhỏ gọi là góc.
Dạ hiểu chưa? Lớp này bắt đầu đi lên không trung rồi đúng không? Bây giờ đi ra ngoài trả tiền người ta một cái đầu 50 đồng, cắt một cái mái 20 đồng. Mà sao mắc vậy? Bây giờ mình cảm thấy 20 đồng của mình nó đáng không? Rất là đáng. Giờ mình ngồi học mình mới thấy cắt một cái tóc không đơn giản. Người ta phải học tất cả những cái này ngộ nhận, hoặc là phải nhận được và phải truyền đạt được. Khó. Hiểu không cưng? Giờ hiểu chưa? Giờ nhìn cái hình. Cho 5 phút nhìn cái hình. Nó nói giữa đường thẳng và đường ngang tạo đường gì cưng? Rồi, đường xéo. Mà giữa hai đường cộng lại khoảng trống ở giữa là gì? Là góc. Giỏi. Giờ hiểu cô nói không? Về nhà theo cái YouTube này mỗi đêm học, học hoài cho cô nghe. Có thắc mắc gì không con? Like đó, con thấy like không? Mấy đứa nhìn like nè. Like thẳng, like cong, like gì cũng được, miễn cái đường quẹt quẹt con thôi. Có thắc mắc gì không? Nha. Bây giờ section. À, section là gì? Là khu vực. Bây giờ cái tóc cô chia làm 4. Gọi là cô chia 4 khu vực. Cô chia làm 8. 8 khu vực. Đúng không? Giờ cô nói phía bắc chia cho cô 2 section. Cô chia section. Cô chia section ra cho cô phía sau này nhiều section. Cô nói bây giờ chia cho cô phía sau cho cô 3 section. Thì cứ tự động cứ chia. Cô muốn section dọc ngang tùy em. Cô muốn bắt. Nhưng mà cô muốn phía sau phải là 3 section. Thì là sao? Phía sau chia thành 3 khúng, 3 nhóm. Cô hiểu không? Nhưng mà trên một cái nhóm, nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, cô nói trên nhóm 1 chia cho cô 3 subsection. Tức là trên nhóm thứ 1 con chia thành 3 đường nhỏ, 3 tép. Hiểu chưa? Thì cái này gọi là khu, cái này gọi là tiểu khu. Giờ hiểu khu với tiểu khu chưa? Khu là lớn, tiểu khu là khu nhỏ. Tức là trên cái khu vực đó mình chia thành những phần nhỏ gọi là subsection, hay còn gọi là tiểu khu. Giờ cô cứ chia 4 là section hay subsection? Xung, em nói cô nghe coi con gì đó. Con, không cần nhắc tên, nói thôi con. Trên một cái đầu cô chia 4 phần, 4 nhóm, thì cái đó là section hay là subsection, gọi là khu hay là tiểu khu? Giỏi. Rồi trên khu đó con chia 5 khu, 5 section. Cô nói trên section, chia cho cô subsection. Một, như như cô nói vậy nè, một cái đầu section, cái này section đúng không con? Rồi trên đó cô kia là chia cho tao 4 phần, thì 4 cái phần nhỏ gọi là khu hay là tiểu khu? Section hay subsection? Giờ hiểu cô nói không? Đó, thì nó hỏi, nó hỏi subsection được create từ ở đâu? Từ section. Giống như nhà cứ ngày cũng thấy không, một cái khu này nhưng mà nhiều chỗ nhỏ nhỏ nha. Đó, parking lot đó là subsection đó. Cứ thấy không? Parking lot là nguyên một cái chỗ đậu, nhưng mà mỗi một chỗ đậu nó chia từng từng ô. Cứ hiểu cô nói chưa? Nói thực tế là hiểu liền đúng không? Mấy chị ở đâu rồi? Trong cái khu này mấy chị nằm khúc nào rồi? Chắc cũng đi tùm lum ở trong góc rồi đúng không? Nhưng mà học cái này rồi mình mới thấy rằng bữa giờ mình làm mà mình theo cái quán tính cô giáo nói thôi, bây giờ chưa hiểu. Bây giờ cô giáo dạy em hiểu rồi nè. Giờ hiểu chưa? Thành ra bao giờ cũng vậy, chia khu vực, phải chia cái subsection. Thì cái này gọi là khu vực, hoặc gọi là nhóm. Chia nhóm đi, cô gọi nhóm đi cho tụi con dễ hiểu. Nhưng tụi con phải ghi, tụi con phải ghi theo ý của tụi cưng nha. Đừng có ghi theo cô ghi là cô giảng cho tụi cưng thôi. Nhóm, đúng không? Hoặc là khu. Còn, cái bánh da lợn đó, đúng rồi. Còn cái này là tiểu khu, nghe không? Tụi con, nhưng mà tâm mì đó là con không giờ con lo. Tâm mì cứ học section, sắp section là con thi đậu à. Việt Nam nó cực, Việt Nam nó phải dịch ra. Mễ nó thi nó cũng cực, nó cũng dịch cực. Nó không hiểu gì hết. Đại Hàn cũng vậy, nó không hiểu. Tao không hiểu nó dịch cái gì, mà nhìn tiếng Mỹ thì nó dễ. Sắp section, giờ hiểu con không? Sắp là cái gì? Nó nằm ở dưới section. Sắp quầy nó nằm đâu? Xe bus nó nằm trên đường không? Xe lửa nó nằm ở trên đường ray đúng không? Nhưng mà xe đầu ngầm nó nằm ở đâu? Ở dưới lòng đất mà, thì nó gọi là sắp quầy. Dù hôm nay cô giáo nghỉ,
Cô Jenny là teacher. Nhưng mà hôm nay cô off thì another teacher come in, gọi là substitute teacher. Cô giáo dạy phụ thôi. Có hiểu cô nói không? Ta đem hết cái lòng ta ra rồi đó nha. Đừng có nói mà học không được nó cái con nhỏ đó đó. Con con hả? Con nói lại nó không? Cô nói là cái xứng mình này chồng đấy. Ôi vậy hả? Con phải ráng học cho cô. Tụi bay đó nhảy không đó nha. Có theo thằng chính đó. Thằng chính đó là một cái con sâu đó nha. Mai chiều tao bắt thằng Mạc qua đó. Con sâu đó với mày là hai con sâu thôi nha. Tụi bay đó đừng có tập cho mấy em nó xấu nha chưa. Rồi giờ hiểu chưa cô? Bây giờ cái like á, nghe cô nè, cái like á có cần là đường thẳng không không? Nhìn lên hình có cần đường thẳng không không? Không. Bây giờ em không muốn gạch đường thẳng, gạch đường xéo, đường cong được, nhưng mà nó là một cái đường gạch. Hiểu chưa? Nhớ đó. Cái line, cái vertical là line đứng, horizontal là line ngang. Mà giữa ngang với đứng nó tạo những cái đường xéo thì gọi là một diagonal. Nhưng mà giữa hai đường có một khoảng trống gọi là angle. Hiểu không cưng? Rồi bây giờ hiểu section, sắp section chưa? Bây giờ cô nói nè, trên một cái tóc cô chia cái đường này, cái line này gọi là cái gì? Đường ngôi đúng không? Gọi là đường chia đúng không? Bây giờ cô nói nè, trong cái parking lot cô thấy nguyên một cái parking lot, nhưng mà tại sao người ta biết chỗ nào đậu vô chỗ đó? Tại vì nó có những cái sắp section. Nhưng mà giữa cái sắp xếp này nó có cái lằn trắng đúng không? Đúng không? Thì cái đó gọi là part. Ghi vô cho cô. Part. Đường chia. Part không phải là parting. Là cái đường mà mình chia trên da đầu. Chẳng hạn cô nói chia 4. Cô muốn chia cái gì cô? Hai phía trước, hai phía sau. Thì bây giờ để cho biết phân biệt phía trước và phía sau thì ở đó cũng phải có một cái đường. Hiểu cô nói không? Là parking là một cái đường divide để cho mình biết khu vực nó nằm ở đâu. Giờ cô nói chia cho cô 4 section, 4 khu. Cô muốn khu nào? Hai khu phía trước, hai khu phía sau. Thì cưng phải có cái lằn để cô biết cái khu. Mặt kinh tại sao biết đậu vô nó đó? Tại vì mình có cái lằn. Mình len cái len. Thì cô nói không? Parking là những đường, đường chia. Hả? Đường chia. Mà thường nó nằm ở đâu cưng? Đường chia nó nằm ở đâu? Trên da đầu. Phải chia trên da đầu. Thành ra mấy chị chia tóc, mấy chị đừng có sợ da đầu người ta đau. Em thấy mấy chị chia khều khều ở trên không? Không ngay. Đúng rồi. Vậy nếu chia muốn chia lượt đuôi chuột. Hôm qua cô nói rồi, muốn lượt đuôi chuột hay là lượt thường? Lượt đuôi chuột. Em chia lượt thường nó dở lắm. Em biết là lượt đa năng, em chỉ được lấy đuôi chuột. Thành ra trên cái bàn lúc nào cũng có mấy cái hình đó, thấy rõ ràng cô để không? Giờ lớp này nhớ cô nhắc lại một lần nữa. Tất cả những điểm thực hành tuần này chuẩn bị hết đi. Tuần sau tất cả điểm thực hành từ thứ 2 tới thứ 6 là cô giáo buổi chiều ký. Thứ 2, thứ 3 là Kim Mỹ ký. Từ 5, 6 là cô Kimberly ký. Cô không có đụng vô thực hành nữa. Tụi cưng phải làm thực hành. Cô nói rồi, cô chỉ lý thuyết 2 tiếng là cô ký thôi. Cô xong. Tụi cưng phải làm. Nhớ, mình làm những gì không đúng đó, người cô đó ở giữa, tụi cưng ở dưới, văn phòng ở trên đúng không? Cô giáo giữa đúng không? Không thích ở dưới bắn lên, ở trên đạn bỏ bom xuống thì ai chết? Cô chết. Cô chết. Cô chết, ai đứng dậy? Dạ. Ai đứng dậy? Ờ. Thì lúc đó mình thẳng gì cưng? Mất dạy. Thì bây giờ đừng có để cô bị bắn. Hay không cưng? Đừng để cô bị bắn. Mỗi lần làm gì em sợ cô em chết. Em thành mất dạy. Thôi đừng gặp cô em. Ngừng. Nha, con biết. Thành ra cô nói tụi cưng đó. Chúng tìm luôn ha. Không biết là cô nói thì cô hiểu không cưng? Cô giáo ở giữa. Thấy cô giáo ào ào chứ mà kêu học sinh vô năn nỉ ha. Không có gây lộn, không có chuyện gây lộn. Mình hỏi em có cần gì cô giúp không? Rồi, hiểu không cưng? Đó là những đường. Bây giờ đó, những đường chia. Đường chia có thể là đường thẳng. Có thể là một cái đường tam giác ở giữa là pivot.
thấy không? Đó, một cái đường nhỏ ở giữa, nhưng mà em thấy một cái đường nào nó cũng có những cái line, thấy không cưng? Nó phải có phạt chứ, đó, thấy không? Nó phải chia thành cái đường đó, nhiều lắm, nha cưng. Thật ra mình cắt tóc, có người chia kiểu này, người chia kiểu kia, thấy không? Có những người sao chảy sấy á, người ta sợ tóc đàn ông, hay nhớ không? Có cái xoáy á, mình nắm cái xoáy như này nè, cầm lên, mình nếp miếng đi cho nó chắc ăn, để có cái chiều dài cũng thích không? Phải không? Chở cũng cái cắt chỗ này lên chỗ này, cái chất nó ngắn quá. Thành ra cái điểm mà người ta chú ý là cái điểm mình phải làm trước. Chẳng hạn người ta nói, chị đừng có cắt tôi cái chiều dài ngắn quá, thì nắm cái nào cắt, cái chiều dài cắt trước cho nó chuẩn, hiểu không? Người ta nói chị cắt cái tóc của em, cái xoáy này nó hay chỉa lên, chị đừng có cắt nó ngắn quá. Là thằng đàn ông thì mình cầm cái đó mình đáp trước, cỡ này được không được, rồi cứ như vậy mình đi ra thì có là thay việc. Thấy thay việc đâu? Là cái điểm ở giữa rồi cưng chia đều ra như những cái màn nhện, thấy không? Như cái mặt trời là thay việc. Thay việc là gì? Cái điểm chuẩn ở giữa là cái tâm, từ đó chia xéo ra như cái mặt trời. Thay việc là cắt nhanh nhất, cắt nhúng ở giữa trước, bụp chia ra nè, chia đều ra là em xong cái đầu. Đầu dài cỡ nào cũng nhiều đó, cắt cái nhúng trước ở giữa chia đều ra từng cúng, thấy không? Đó, cái thi vịt này rồi xong em chia ra, rồi em xong cái đầu rồi đó, đâu khó đâu. Tôi nhớ cái gáy mà ngắn thì ngón tay đi vô đi ra, thấy đi vô cái gáy nè. Nếu cô muốn cái gáy nó ngắn, cô cầm cái thi vịt cô cắt trước, rồi cô chia từng lớp cô cắt nè. Thấy cô chia từng lớp không? Ví dụ muốn chỗ này ngắn thì cái tay cô làm sao, phải không? Muốn chỗ này dài thì tay cô làm sao? Cầm cái nhúng này cắt trước đó. Đó, thành ra khi mình càng học nhiều, mình càng thực tập nhiều, tụi em sẽ có cái cách quen. Anh muốn cần cách của ai á, cách này là của em. Tại sao để khi mình ra đời mình cắt tóc khắp nó nhanh lắm, đừng có nhìn ai hết, mình có cách của mình. Nhưng mà trước khi có cách của mình phải học cái gì? Căn bản, không có căn bản tôi cứ làm thì được. Đó, sẽ section không? Chia dùng. Mà giữa dùng là có cái gì cưng? Dùng số 1, dùng số 2 nó có một cái đường gọi là port, thấy không? Phải có port, em không có port là không có được. Thì cái này cũng là trang 360. Đó. Giờ có ai thắc mắc gì không? Cái đường, cái này đó là cái phần mình học ngày hôm nay nha cưng. Học ngày hôm nay đó có tốt, học rất là nhiều. Nhưng mà khi tụi cưng á nắm được căn bản rồi, bảo đảm tụi cưng học lẹ, tụi cưng không có lo, học nhanh. Cái phần này đó nó hỏi một lần thôi, cái phần này nó hỏi mới nhiều nè, hỏi nhiều lắm, rất là nhiều. Chụp hình cô nói là cái over direction chưa dậy tới. Chụp hình bây giờ mình nói tới guideline. Guide là gì cưng? Chuẩn. Line là đường, dịch đặt là gì? Đường chuẩn. Cái guideline thường thường em thành lập lúc nào? Tất cả trả lời cho cô theo cái sự kinh nghiệm của mình. Cái guideline là đường chuẩn mình thành lập từ đâu? Bắt đầu tiên là guideline rồi. Giống như đi du lịch phải bám cái thằng guide chứ, đi du lịch không bám nó thì đi lạc mất. Thằng guide này là thằng chuẩn. Bây giờ cô nói cắt nửa inch, lôi nó ra cắt trước, nó là chuẩn. Cô nói tất cả cái đầu nửa inch hết thì lôi cái thằng cắt nửa inch, thì những thằng kia nhập xuống bằng nó, hiểu cô nói không?
Thường guideline là một cái đường chuẩn mà em sẽ làm đầu tiên hết là guideline, thấy không? Mà thường guideline là section hay là subsection? Giỏi. Guideline đó là subsection. Tại vì trên cái khu vực đó em chia một đường nhỏ em cắt trước thì nó gọi là subsection chứ, hiểu không? Thì nó gọi là đường chuẩn. Mà là cái đường tạo đầu tiên hay làm sao? Cái đường tạo đầu tiên tất cả mọi thằng phải theo nó hết là đường chuẩn, hiểu không? Cô nói giờ cắt cái tóc ở dưới 0 2 inch. 0 là kéo xuống đâu cưng? Xuống mặt đất đúng không? Nửa inch nè. Lớp thứ gì thả xuống sau cũng theo thằng gai. Theo thằng gai, có hiểu không? Mình phải tập. Nghe nói thì dễ đó, nhưng mà làm không dễ đâu. Cái ngón tay mình phải như thế nào? Phải song song với mặt đất. Người ta nói khi cắt tóc, em cầm tóc cắt hay là em kéo tóc để cắt? Cầm tóc, không có kéo. Nhìn tụi cưng cắt biết liền. Cái ngón tay cong lên không? Là em kéo tóc rồi. Thành ra khi cắt tóc ra, cộng tóc dài, cộng tóc ngắn. Và tại sao? Em kéo căng quá. Kéo, chải nhiều. Chải bao nhiêu lần? Chải khi nào cái tóc nó thun thì thôi. Dịnh cộng tóc để cắt. Hold hair to cut. Chứ không phải pull hair to cut. Giữ tóc để cắt. Cô thấy cắt lần nào tụi cưng cũng gị ngón tay vậy đúng không? Cưng gị vậy cưng thấy ngón tay là cái tóc cong hay tóc thẳng. Rõ ràng xem cắt cái hơi bên này ngắn vậy. Nó theo cái dòng ngón tay của cưng mà. Thấy rõ ràng không? Nhẹ nhàng thôi. Cắt nhẹ nhàng thôi. Ngón tay có chông chanh thì cũng phải sửa nó lại. Có những đứa ngón tay nó hở. Nó hở không sao hết. Nó hở thì mình chụp nó lại. Tụi cưng tập được hết á. Ok, nhẹ nhàng kéo xuống, nhẹ nhàng cắt đó. Đó thì nó mới đều cong gì, thấy rõ ràng ngắn không? Hai bên như cái dẫn cộng tóc biết liền. Cắt cộng tóc xong thấy nó cong gì là biết em cắt em quá căng. Cứ nhớ cái cộng dây thun đi, mình kéo riết á mà căng coi thiên bung ra cái sức con đó nha. Cộng dây thun mà em kéo nhẹ nhẹ thôi, em thả làm sao nó nhẹ đúng không? Cái tóc không có kéo rất là từ lô. Nó hỏi rằng khi cắt tóc cái tension là cái sức kéo của mày low, no to low hay là too low to medium? Từ no tới low hay là low to medium? Phải từ no tới low, từ không tới rất ít, chứ không có ít tới trung bình là sai rồi. Câu này ra thi có hết. Nhớ cắt tóc gọi là tension, sự kéo căng của tóc, thì kéo từ no tới low chứ không có từ low tới medium. Nhớ nha, no tới low. Tension, cái đó mình sẽ học sau này. Tension là cái sức căng của tóc từ no tới low, nhớ chưa? Không có từ low tới medium, nhớ không? Thành ra đường chuẩn mình cắt này, cutting line này, cưng bác nữa cô nói là từ no tới low, là từ không có tới rất là nhẹ. Nhưng người ta nói cắt tóc ướt và khô có quan hệ, có ảnh hưởng với việc cắt tóc không? Có chứ. Bởi vậy mới gọi là shrinkage, sự co giãn của tóc. Mình đã học rồi, tóc ướt khi mà cắt nó khô, nó khô bao nhiêu cân? Từ 40 tới 50%, đúng không? Còn tóc khô hoàn toàn cắt nó thun lên có 20%. Thành ra người ta hỏi một câu, nếu cắt tóc để bảo đảm sự cân bằng chính xác thì tóc sẽ được như thế nào? Điều kiện phải là một là khô hết, hai là ướt hết. Còn nửa ướt nửa khô thì tóc sẽ như thế nào? Sự shrinkage sẽ không đều nhau. Tại sao? Tóc ướt xịt nước khi khô nó shrink 40% tới 50%, còn tóc khô thì nó shrink nhiêu? 20%. Là bao nhiêu phần trừ làn của cộng tóc? 1/5 chiều dài tóc. 20% là 1/5 của 100 không? Nó không phải 20. 1/5. Vậy cắt tóc có phải là một bài toán không cưng? Một bài toán đó. Giờ hiểu chưa?
Thành ra mình nói shrinkage là gì? Là độ contract as it dries. Tóc ướt khi khô thun 40-50%. Còn tóc khô thì thun 20%. Thành ra cắt tóc không có nửa ướt nửa khô, phải là khô hoàn toàn hoặc là ướt hoàn toàn. Có thắc mắc gì không cưng? Thành ra mình học mình sẽ liên lạc lên từ từ ha. Bây giờ guideline là đường chuẩn, nhưng mà trên guideline mình có stationary là đường không di động. Còn travel là có di động không? Cô coi em đi travel. Ủa travel là em đi đâu? Em đi từ bang này qua bang kia, em đi bằng máy bay mới là travel. Travel mà đi tới đi lui cho cô đã có là travel không? Không. Travel là em đi một cái chỗ gì em thấy nó hoàn toàn khác biệt, phải không? Gọi là đi, gọi là du lịch, đúng không? Đó. Thì gọi là đường di động. Stationary là không di động. Bây giờ cô nói tất cả, cắt hết cho cô tất cả chiều tóc là zero độ, nửa inch hết. Zero độ là cắt tóc kéo đi đâu cưng? Xuống mặt đất đúng không? Đúng không? Thì tất cả cái đó gọi là stationary, di động. Nhưng mà thường không di động là đường gì? Đường chuẩn. Cô nói lớp thứ nhất 0, lớp thứ nhì 45, lớp thứ ba 90. Như vậy thằng 0 là gì? Thằng 45 là gì? Di động. Và thằng 45 cộng thêm 45 90 cũng là di động. Hiểu chưa? Di động nó tạo tuần hay là không tạo tuần? Nếu mà cắt tóc di động có tạo laser không? Giỏi. Nó thi nó hỏi đó, traveling mày tạo cái gì? Tạo tuần. Tại vì tao cứ di động hoài. Thấy không? Em thấy cái hình nè. Thì là di động nè. Di động tức là ngón tay em từ từ đi di động. Hiểu không? Bây giờ cô cắt hai đường đơn giản. Đường thứ nhất, cô nói bây giờ đường thứ nhì phải cắt bằng đường thứ nhất. Thì giữa thằng đường thứ nhất, thứ nhì, thằng nào là di động, thằng nào là cố định? Which one is a stationary, which one is traveling? Just say the first one is 1 inch. Second subsection I say matching with the first guideline. So which one is traveling, which one is stationary? Cái second piece là traveling. Thấy rõ ràng không? Tại sao? Tại nó phải nhập vô thằng thứ nhất. The other way. Bây giờ thằng thứ nhất 0, thằng thứ nhì cô nói kéo 45, nhưng mà cô muốn thằng thứ nhất phải 45 giống thằng thứ nhì. Thì thằng thứ nhất là di động hay thằng thứ nhất là cố định? Thằng thứ nhất mà đụng lên thằng thứ nhì thì thằng thứ nhất phải là di động chứ. Tại nó muốn nhập vô. Bây giờ đơn giản em ngồi một chỗ, cô kêu con dời qua bàn này thì đứa nào di? Còn mạnh đứa nào ngồi chỗ đó đâu có di. Còn bây giờ ngược lại, Si Văn ngồi đó, Vi nhảy qua chỗ Si Văn thì con là di. Hiểu cô nói không? Di động là những cái đường di chuyển. Mà khi di chuyển là cưng tạo tầng hay là không tạo tầng? Tạo tầng mới di chuyển chứ. Có ai mà xây tầng lầu 10 tầng cứ để gạch cho cái tầng nhất ngoài không? Chị phải, tôi mua cho chị 2 triệu đồng tiền gạch, chị phải xây cho tôi 3 tầng chứ. Chị dồn hết 2 triệu vô tầng nhất, vậy thì chị có xây tầng cho tôi. Thành traveling là create a layer. Hiểu cô nói không? Cho tụi bay chết. Thấy sợ chưa? Bây giờ đó trả tiền cắt tóc người ta đừng có tiếc. Một người mà cắt tóc người ta làm một cái nghề đó, người ta rất là cực. Tại vì không chỉ người ta đứng trên thị trường đâu, người ta còn phải đào tư duy nữa. Phải đào tư duy nữa, không có đơn giản. Nha. Có ai thắc mắc gì không? Khi traveling là tạo layer. Mà layer có bao nhiêu góc con? Mấy đứa nói cô coi. 45, 90, 91 được không? Yes. 185 được không? Yes. Những cái gì mà ra khỏi zero là layer.
Thì khi mình cầm tóc mà mình lift nó ra khỏi cái vị trí, bây giờ cái tóc là zero nè. Zero nè, đúng không? Cô nói lớp thứ nhất zero. Lớp thứ nhì kéo nó ra đi. Cô muốn kéo nhiều cô? 45. Nói chung cái tóc mà nâng lên khỏi cái vị trí ban đầu gọi là elevation. Đi cầu thang máy. Tại sao đi cầu thang máy? Tại em muốn lên cái tầng cao hơn cô. Bây giờ đi cầu thang bộ cũng vậy. Em đang ở phần thứ nhất, em bước cái chân lên thứ hai, thì bước thứ hai là elevation. Elevation là gì? Là một cái động tác mình cầm cọng tóc, mình nâng lên là elevation. Nhưng mà nâng lên 45 độ là angle, 45 degree. Thành ra khi nâng lên phải hỏi cô, cô muốn em nâng bao nhiêu? Mày muốn tao nâng mày bao nhiêu? Thôi em 45, don't cut too short. À, nghe cô giáo dạy rồi. 45 là ngắn, mà nó còn không muốn ngắn nữa thì là 35. Hiểu cô nói không? Bây giờ cắt tóc thấy nó quan trọng không? Quan trọng. Bây giờ học rồi mới biết. Bữa giờ làm xài bét hết trơn. Theo cảm tính. Thứ nhất, không có theo cái head shape. Thứ hai, phải theo cái texture. Thứ ba, phải theo cái pattern. Tóc cứng, tóc mềm, tóc quăng, tóc thẳng, chỗ xẹp, chỗ u. Thấy mà cho hai ba thằng đẹp trai cũng được. Hai thằng đẹp xấu quá. Xấu quá. Thôi để dạy tiếp. Elevation hiểu chưa? Nó nói cầm một sợi tóc, hold the hand between your finger and lifting. Cầm một sợi tóc giữa hai ngón tay, nâng lên gọi là gì? Elevation. Ghi vô, gọi là projecting angle đó. Mới vừa nói chưa nhìn nè. Tức là độ nâng. Tôi lấy cái bút xanh của cô đâu cô? Bút xanh. Đúng không? Mình cầm một cái gì? Giờ zero nè. Không nâng đúng không? Zero đâu có nâng. Nhưng mà nếu cô 1 degree thì sao? Kéo một độ là nâng không? Cái gì mà di dời nó ra khỏi vị trí cũ là nâng. Nhưng mà thường nâng là based on cái gì cưng? Based on the number. Nâng là phải nói cái số chứ. Không 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 có nâng không? Một có nâng không? So với không nâng. Hai so với một nâng. Và cắt không không có nâng không? No. Vậy là nâng không có, đó gọi là stationary. Stationary không di động, đứng một chỗ hoài. Mà thường stationary là gì cưng biết không? Thường thường nó là gai lại chuẩn. Giờ hiểu chứ? Lá cắt tóc cho mày, lá cắt chứ. Giờ over direction nè. Elevation là graduation đó. Cưng thấy không? Elevation là nâng lên. Nhưng mà thường graduation là gì cưng? Khoảng chừng là 45 độ. Ghi cho cô. Thường graduation là hơi thấp thấp. Oh, congratulations, my graduated. Bạn đã tốt nghiệp rồi. Thành ra nhìn graduation nè, nhìn cái hình graduation. 45 đi. Giờ cô giả 45 nè. Giờ cưng coi cái hình cho cô ở trang... Mà thường graduation á là cưng thấy đường ngang, đường thẳng hay là đường xéo? Giỏi. Giỏi. Graduation là đường xéo, giỏi. Đúng rồi, graduation là đó cái tóc cũ nè. Đường này là đường gì cơ? Đường ngang. Đường này đường đứng thấy không? Còn đường này nè, xéo. Rõ ràng không? Em mang những đôi dép mà nó hơi góc góc vậy là graduation. Cái cầu thang có graduation không? Cầu thang mình đi cũng graduation. Thì graduation là gì? Là một cái đường hơi xéo. Là đó phải không? Nó từ điểm gì cơ? Điểm thấp và dài dần ra. Thấy graduation không? Chị chắc cắt tông đơ có giống graduation không? Giống hệt. Tông đơ thấy không? Dớt ra. Thành ra nó cái đường mà dốc, nó giống cái kiểu cắt nào? Em nói giống
kiểu cách tâm tư nha. Là 45 độ ha cưng ha. Graduation là 45 thường, nó giống như nó còn có một chữ nó gọi là taper. Taper là một cái đường dấp dấp. Thấy không? Em thấy rõ ràng cái hình đó không? Nó dấp dấp. Nó từ ngắn tới dài đúng không cưng? Phải từ ngắn tới dài không? Gọi là đường dốc. Tất cả cái nào đường dốc nó gọi là graduation. Bao nhiêu độ? Thường là 45 độ. Hạnh giờ cắt tóc người ta chị đừng có tóc, tóc em nó ngắn quá thì cắt 45 hay 90? 45 nó hơi, tức là ngắn dài dài, thấy công đơ không? Giờ hiểu cô nói. Còn nếu mà cắt ngắn hết là đi đường, đứng, kéo ra hết. Hiểu không? Đơn giản. Nhưng mà đừng có đang dễ. Không dễ đâu nha. Bây giờ over direction là gì? Cái khóa tin mình hiểu rồi không? Khóa tin là đường chia nha cưng. Khóa tin là đường chia. Mà đường đường chia nó nằm ở đâu cưng? Ở đâu? Ở sát da, da đầu. Giỏi. Vậy over direction là gì ta? Em hỏi đó. Giờ mình có cái cutting line ha. Giờ cutting line là gì? Là cái phần cắt anh ấy. Em cắt cho cô 2 inch. Em chia tóc, em cầm, em cắt thì đó là đường cắt. Đúng không? 45. Đường cắt là gì? Là cái tóc cưng cầm vô hai ngón tay cưng cắt, gọi là đường cắt. Đơn giản mà. Hiểu không cưng? Mình nghe nó khó nhưng mà khi nghe à cutting line gì? Là cái line để kết. Em cầm tóc ra em cắt một đường gọi là cutting line. Cô nói cắt giấy đi cưng. Cầm giấy ra cắt thì cái đó là cắt giấy. Còn cắt tóc thì cầm gì cắt? Cầm tóc. Cầm gì? Nó mệt tụi bay quá. Là đường cắt nha cưng. Mà thường cắt tóc á cưng cầm ở đâu? Cầm giữa hai cái gì? Giữa hai cái gì? Ngón nào, ngón nào? Ngón trỏ với ngón giữa. Nhớ nha cưng. Lúc nào cũng vậy. Nó nói một phần mà cầm giữa hai ngón trỏ và ngón giữa là gì? Mà để dùng kéo tạo một đường thẳng là cắt đinh lái. Over direction là gì? Nhớ đường không di động là traveling nha. Cái index. Index. Tụi cưng chụp cái này chưa? Chụp cho cô cái này đi cưng à, để chụp những cái mình học hôm nay. Chờ con. Rồi chụp. Tất cả chụp hình. Rồi chưa? Chụp chưa? Nhỏ kia chụp hình chưa? Kệ đứa nào chưa chụp. Nó chưa, nó có đứa nó nghỉ sao? Hôm qua mình chụp nhưng chưa nghe cô giảng. Hôm nay mình nghe cô giảng rồi mình chụp. Mình thấy mình hiểu nhiều hơn. Không đẹp chút nào. Đúng rồi. Trời, thấy chồng mình nó quá đẹp. Trời hiểu không con? Mấy đứa hiểu rồi đúng không con? Ừ. Layer đó là nói chung là tạo tầng. Nhưng mà cô nói em tạo tầng như 45, 50 cô phải nói em chứ. Hiểu cô nói không? Thì những cái gì mà có chỉ số loại là góc hết. Góc 45, góc 90 nha con. Cutting line là gì? Là đường cắt tóc. Cắt lên line thì là cầm tóc cắt chứ lại gì nữa. Hiểu không ngưng? Để tạo ra một đường. Đường ngang cũng là cutting line không? Yeah. Đường thẳng là cutting line. Yeah. Đường xéo cutting line. Yeah. Mà nếu xéo thì là graduation. Nhưng mà cái đường đó, cưng thấy không? Bây giờ cái hình thứ nhất này, cái nào là stationary, tất cả nhìn lên. Cái này là stationary nè. Còn cái này là gì? Travel nè. Cưng thấy nó nhập vô không? Còn thằng này nè, thằng nào cũng là travel hết. Travel tức là cưng thấy cái bông cải không? Nó đều hết. Thằng 1 nhập bên thằng 2, thằng 3, thằng 2 nhập bên thằng 3, chia thằng 4, thằng 3 nhập bên thằng 4. Thằng ra khi cắt tóc nó nói 2 nhập 3, là biết. 2 đắp lên 3. Cầm đường số 4, 3 nhập 4, 3 đắp lên 4. Đó là traveling. Traveling có ai đứng một chỗ không? Cứ đi hoài. Hiểu cô nói chưa? Ừ. Là tạo tầng. Hả? Rồi. Đó,
Over direction là gì? Comb hair away from natural fall positions. Chẳng hạn, mái em ở phía trước, em không muốn cắt phía trước, em chải xuống ngàn tóc em ra phía trước đúng không? Em kéo xéo một chút thì cái đó là cái gì? Over direction. Đi ngược lại. Mà thường over direction là cưng giật cái thùng cái nếp tóc cưng phải là hơi xéo xéo không? Nếp tóc cưng là hơi xéo xéo đúng không? Đúng không? Giờ cái đường tóc nè kéo ra chỗ này có phải đúng là như vậy không? Đúng không? Hãy theo vậy không? Theo là head shape nè, đúng không? Tôi không thích chỗ đầy tôi kéo là thẳng được không? Thì nó gọi là cái gì? Over direction. Tức là cái tóc mà không follow cái natural fall là over direction. Giờ hiểu rồi đó không? Tóc này ở phía ngang cô kéo nè, không thích. Được không? Lái xe không vậy? Ông khách, ông lái xe ấy, mày bên trái phải cặp sắt lên trái không bùn bùn quẹo qua bên tay phải được không? Over direction. Over direction là không theo cái đường tự nhiên của tóc. Em thấy cô cắt mái không? Hay bên này không? Cô kéo qua bên này. Over direction. Hiểu chưa? Là một cái đường mà mình tạo ra ngược hướng tự nhiên của tóc gọi là over direction là gì? Chụp chỉ. Mà over là gì? Không chụp chỉ nha cưng. Đường như thế nào cưng? Ngược cái gì cưng? Ngược hướng tóc tự nhiên á. Con thắc mắc gì không? Tâm là phải có lối đi riêng chứ không? Chị cứ ừ đi, nói thì đúng rồi. Thành công có lối đi riêng. Nhưng mà trước khi con tách riêng, con phải đi với cô. Mày đừng có tách trước, mày tách trước là khổ đó. Ừ, lạc lối. Con phải có cái gai. Cô là cái gai nè, thấy không? Cô giáo là cái gai, tụi con phải theo cô giáo. Nhưng mà khi sau này con cắt giỏi rồi, con có cái gai của con nhé, yeah, mua hết. Cô giáo đâu có giữ cưng hoài. Mỗi người, bởi vì cô nói với cưng, mới đầu cưng phải đi đúng. Nhưng sau đó cưng tạo ra cái cách của cưng để cưng làm cho nó dễ hơn. Bây giờ cưng theo cô cả đời cưng không có làm được đâu. Cưng phải có cái cách của cô, nhưng hãy theo cái gì? Tất cả phải có cái gai khi cắt. Mà khi trước khi cắt phải theo cái gì? Head shape. Tại sao hai cái này tôi đi đầu ta? Tại nó cái mình phải đi theo. Cái quan trọng mình đi trước. Giờ có thắc mắc gì không? Ok, mai cho làm trước 20 câu trước. Mai sẽ cái test 20 câu trước để coi tụi cưng có giỏi không. Bài này cô thì mai lên bảng nha. Tất cả lên bảng, cô sẽ cho cưng một tờ giấy, tất cả tờ giấy trắng, cô vẽ hết cho cô biết những cái vẽ trong bảng này nó thuộc những cái chữ nào ở đây. Ơi vỗ tay xong.